Hôm nay em xúc động chuyện của Nghĩa hả? Lần thăm anh ta ở trại giam, em nhận thấy anh ta cũng có nhiều thay đổi. Và cũng như tình cảm của anh ta từ trước tới nay không phải lúc nào cũng là giả dối. Anh sao thế? Anh cảm thấy đố kỵ với anh ta. Mặc dù anh thừa nhận chuyện này và cảm thấy bản thân mình cũng chẳng ra gì cả, nhưng đã là con người mà, tham sân si là chuyện bình thường phải không? Hay, rất hay. Ba mẹ chồng tuyệt vời. Còn cô thì sao? Cô đã giật dây người khác để hại cái Hà. Thử hỏi, cái Hà nó có hại gì cô đâu? Mẹ à, trên giấy tờ, trên pháp luật thì con vẫn là con dâu của mẹ, vẫn là vợ của con trai mẹ. Còn mẹ, mẹ sao giữa bản dân thiên hạ mẹ xót xa cho con dâu cũ của mình? Cậu, mẹ tát tôi bốm bốp như thế, mẹ có hả ra không? Xin kính chào quý vị và các bạn. Thật vui và hạnh phúc khi được gặp gỡ mọi người tại số gala đặc biệt được phát sóng trực tiếp của Trạm Cứu Hộ Trái Tim và tôi, trạm viên Nguyễn Nguyễn Ngân Hà. Chặng đường của Trạm Cứu Hộ Trái Tim đã đi qua với gần 300 số và trải qua hơn 3 năm với muôn nẻo tâm tình. Số lượng trạm viên được ghi nhận trên page với lượt tương tác triệu người, đó là điều tôi chưa từng tưởng tượng. Hóa ra, phụ nữ cho dù ở vị trí nào, hoàn cảnh nào, độ tuổi nào, cũng luôn có những tâm tư, cũng luôn có những nỗi cô đơn, cũng luôn có những sai lầm và cần được sự sẻ chia, nâng đỡ tâm hồn. Em nghe anh Vũ ơi, hôm nay em có công việc, em không có đến trường quay với Hà. Anh nói cái gì? Con An Nhiên sẽ dở trò.